Say hello. Hello, 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 hello. Quýnh vô mặt mày nè, quýnh vô mặt mày nè. Liếm mặt, liếm hả? Liếm hả? Liếm hả? Liếm hả? Anh này chắc được chừng vài tháng à. Còn non. Hai lỗ tai sụp nữa. Chùm. Chùm. Bàn tay chó. Bàn tay chó nè. Bàn tay chó, bàn tay chó, bàn tay chó, bàn tay chó nè. Chùm, chùm, chùm. Chùm. Say hello đi con. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Nhi gửi gì kìa, chị Tư Nhi gửi gì kìa. Hả? 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 Chút nữa vô nói với má hơn là phải may cái áo dài hơn nghe chưa. Cái má áo này cục quá lạnh. Biết không? Áo cục quá mà. Cục quá là nó sẽ lạnh đó. Áo dài một chút nữa. Nghe không? Lỗ tai sụp lì giống cái thằng kia kìa. Thằng kia cũng lỗ tai sụp kìa. Mỏ trần dần. Mỏ bự trần dần à. Nè, nè, nè. Cái mỏ bự trần dần nè. Gớm không? Nè. 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 Vỗ tay bà cho ăn bánh. Không vỗ tay bà đánh trên đầu. Vỗ tay bà cho ăn bánh. Không vỗ tay bà đánh trên đầu, đầu, đầu. Đánh trên đầu. Vỗ tay bà cho ăn bánh. Không vỗ tay bà đánh trên đầu. Đánh trên đầu. À, tôi có con chó rồi. Tôi bắt được con chó rồi nè. Con chó hả? À, tôi bắt được con chó rồi nè. Anh chờ đi nào con chó mà. À, con chó của cô. Thấy chó của anh chờ đi nè đâu, nó đeo cô mà. Chó cô nên nó chạy theo cô nè, thấy không? Bye chị nha. Bye chị đi về nhà cô. Đi về nhà cô ở với anh. Anh chờ hát mà. Ừ. Chờ hát mà. Hả? À, sao? Chưa khóc hả? Chưa khóc hả? Angelina khóc hả? Angelina khóc hả? Angelina con chó quá. À, Angelina nhớ con chó quá hả? Nhớ. Giờ có con chó này rồi nhớ gì nữa đó. Chơi với con chó này đỡ đi. À, có con chó này rồi nè. Anh chào hát nè. Anh chào khóc hả? Anh chào thương con chó kia hả? Dạ, dạ anh chào hát mà. À, mẹ cho, mẹ hư quá, mẹ đem mẹ cho con chó làm anh chào khóc mà. Cái đuôi nó, này cũng giống giống con kia nè. Bà mua cho con hả? Bà đi mua con khác con này hả? Dạ, con chó mua đây hả? Con này con mua hay là con kia mua? Bà mua. Mua, ba mua con này hả? Dạ. À, ba mới đi mua hả? Dạ. Ồ, hỏi cô Rinh về nữa nha. Last time cho mua mà. À, vậy hả? Để cô coi cho con coi con chó trước nha. Bây giờ nó già.